ngàn sóng gió, biết sao nàng vui dấn thân trên bước đường. Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm, thương xé nát con tim. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đường sẽ còn gặp nhau. Em tiến thôi, đi chào bác nhá. Em ơi, em nói trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đường. Xin tốt đầu rồi. Dạ vâng. Chào mừng quý vị, các bác, cô, anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc đang truy cập đến kênh chuyên test âm thanh và giới thiệu hàng bãi của bên em Tiến Audio Hải Dương. Quý vị, các bác, cô, anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, bây giờ là 10 giờ 30 của ngày 24 tháng 10 năm 2021. Cửa hàng em hôm nay vừa mới cập nhật về được 3 đôi loa. Đó là ba đôi loa đến từ Mỹ. Ba đôi loa này là một trong những dòng loa thương hiệu rất nổi tiếng mà có một cái mức giá bình dân, vừa cái túi tiền mà quý vị, các bác, các anh em chúng ta định đầu tư ra. Dòng loa này, ba đôi loa này là ba đôi loa rất nổi tiếng, dòng Control Monitor kiểm mâm. Và ba đôi loa này là ba đôi loa nghe được đa thể loại nhạc, và đồng thời quý vị, các bác, các anh em chúng ta có thể kết hợp hát karaoke trong gia đình nhà mình rất là hay các bác nha. Với những đôi loa như thế này thì quý vị và các bác, các anh em chúng ta có thể phối thêm một đôi loa như là đôi loa Boss 301 Sony 2 đó chẳng hạn, để chúng ta làm loa trợ lời. Thì chúng ta hát karaoke thì đúng là hết thuốc, mỹ mãn, nghe nhạc vàng thì tắt điện, ngọt như nước sáo chuột các bác nha. Trong ba đôi loa này, đôi loa nào nghe nhạc cũng hay và ngọt như nước sáo chuột nếu nói về âm sắc của những dòng JB như thế này. Thưa quý vị, các bác, cô, anh em chúng ta, em về được 3 đôi loa, nhưng 2 đôi loa ở bên rìa thì chung một model, và một đôi loa ở giữa thì cái màu xanh xanh nó phân biệt khác hẳn. Và bây giờ sẽ là chi tiết cho 3 đôi loa này. Thứ nhất là có 2 đôi loa nó trùng model, đó là đôi loa JBL model là 4312 Control Monitor, dòng loa kiểm âm, 2 đôi loa cùng một model nha. Ví dụ đó là đôi loa bên rìa này, hai bên rìa là chung một model, đó là JBL 4312 Control Monitor. Còn riêng biệt nói về đôi loa ở giữa, đó là đôi loa màu xanh, đó là model, em đọc model cho các bác nghe này. Loa JB màu xanh ở giữa, đó là model là JBL model 4312 MK25 mã. Đời này rất cao đấy thưa quý vị. Nó cao hơn cả 4312A và cao hơn cả 4312B các bác nhá. Đấy. Đó là trang bị màng màu cái thùng là màu xanh nước biển, rất là ok đúng không ạ? Rồi, trong ba đôi loa này nghe nhạc rồi hát karaoke rồi vân vân, nghe rất là hay, đa thể loại nhạc luôn, không thể chê được những dòng loa này mà lại có mức giá vừa cái túi tiền cho anh em chúng ta chơi. Và bây giờ sẽ dẫn đến những phương án phối ghép cho quý vị, các bác, cùng anh em chúng ta. Trong những dòng loa JB 3 biến thể mà em 3 đôi loa nhưng mà là hai biến thể, hai model, thì là em có thể tư vấn cho quý vị, các bác, của anh em chúng ta những phương án phối ghép hay nhất. Thì 3 đôi loa này thì quý vị và các bác, các anh em chúng ta, nói về riêng với những dòng loa JB thì chúng ta có thể phối ghép với những chiếc âm ni như là Lukman, hoặc là những chiếc âm ni Mazang, rồi những chiếc âm ni Acuphase, rồi Mark Intox, rất là hay các bác nhá. Rồi, rất là ok luôn. Thì trong phương án phối ghép ngày hôm nay thì em tiến về được 3 chiếc âm ni Lukman. Tí nữa cụ thể như thế nào em sẽ giới thiệu từng model cũng như báo giá cho quý vị, các bác, của anh em chúng ta. Và bây giờ em tiến sẽ báo giá cho quý vị, các bác, của anh em chúng ta về 3 biến thể này có mức giá như sau. Thứ nhất là nói về đôi loa JBL 4312 Control Monitor, đó là đôi loa ở rìa kia và đôi loa ở rìa này, đúng không ạ? Hai đôi loa ở bên rìa là cùng một model 4312 Control Monitor. Thì đôi loa
JBL4312 control monitor có một cái mức giá là 19 triệu đồng các bác nha. Mức giá là 19 triệu đồng, hàng em bao zin và bao đẹp keng cho quý vị các bác cùng anh em cho mọi góc cạnh và mọi ánh nhìn. Còn riêng đôi loa ở giữa, đó là đôi loa JBL model là 4312MK25 mã control monitor. Đôi loa màu xanh. Đôi loa đó có giá là 23 triệu đồng các bác nha. 23 triệu đồng đôi loa màu xanh ở giữa và đôi loa hai đôi loa ở rìa có giá là 19 triệu đồng. Đó. Bây giờ mời quý vị các bác cùng anh em chúng ta. Vậy thì em đã để ở đầu clip cho các bác các anh em xem e căng rồi nha. E căng của nó lành lặn và đẹp keng nguyên bản. Đấy. Còn bây giờ thì sẽ mời quý vị các bác cùng anh em chúng ta hãy đến xem cái thân thùng của đôi loa. Em nói cho quý vị các bác các anh em chúng ta nghe này. Riêng nói về ba đôi loa này thì nó đẹp không có điểm chê nha. Hàng tuyển kỹ, hàng tuyển lựa kỹ lưỡng, cực kỳ kỹ lưỡng. À, đẹp không có điểm chê là không có điểm chê. Tất cả các góc cạnh, vuông hoặc sắc cạnh cực kỳ đẹp. Và bây giờ sẽ quay ra phía sau. Tuy rằng nó chật chội một tí nhưng các bác cũng thông cảm cho em. Em sẽ quay qua cái về sau cho anh em chúng ta. Bóng lọc, đẹp keng, không bị sắt sẹo bất cứ một chỗ nào. Anh em lưu ý nhé, bóng lọc, đẹp keng, không bị sắt sẹo bất cứ một chỗ nào, một tí tì tì cũng không có. Ừ, vậy nha, em đã soi kỹ lắm rồi. Và bây giờ sẽ mời quý vị các bác của anh em chúng ta hãy cùng đến với đôi đầu tiên. Chúng ta xem mặt tiền của nó. Đôi là JBL model là 4312 control monitor. Đây là đôi loa control monitor. Hàng về, em nói thật các bác là em cũng chưa hề lau chùi cũng như chưa vệ sinh, vừa mới khui hàng ra xong. Và các bác thấy này, cái hàng về đấy, đây này. Đấy, do vận chuyển là nó bị nó còn bật cái thông hơi ra này. Đấy, cái thông hơi này đấy. Cái thông hơi này nó là cái thông hơi nhựa nhá. Đấy, nó là một cái miếng nhựa là thông hơi ở trong. Thì mai ấy, xong clip này em sẽ phải tháo cái loa bát ra kiểm tra nội thất của cốp bên trong và đút cái này vào cái chỗ này, thế là ok thôi, chỉ cần ấn nó vào là được. Đấy, bên này cũng vậy này. Đấy, ấn vào cái chỗ màu đen này là xong các bác nhé. Đấy, còn cái đôi này thì nó còn nguyên này. Đó, đôi này thì nó không bị bật ra này. Đấy, nó không bị bật, nó không bị nong này. Cái đôi kia thì không bị nong này. Em tiến rất là thà nhé, để hàng nguyên bản và nói cho anh em biết luôn, chứ không phải bảo là phải giấu hay là phải gì. Vì cái đó nó quá là đơn giản, vì những cái này nó tuột ra nó quá đơn giản, chỉ cần thò, nếu mà em khéo khéo cái tay ấy, em chỉ cần đây này, nếu mà mình không cần đâu, khả năng ngày mai em bổ cái thằng cu con em nó tay nó bé mà. Đấy, đây này, thằng cu con em tay nó bé thì nó luồn ở trong kia, nó đút ra ngoài cái này được. Đấy nha. Đấy. Đấy. Mà chính là tí là em sẽ test cái đôi này cho các bác nghe. Tí sẽ test, đã cắm sẵn rồi, test cái đôi này luôn. Đấy, nhớ nhá. Thì các bác này, các bác hãy nhìn cái màng bát của nó này. Đấy, màng bát của nó trắng như ngọc trinh và chúng ta soi đèn vào còn thấy cả kim tuyến. Soi đèn vào còn thấy kim tuyến. Nếu như em nhìn trực diện đây thì em thấy kim tuyến nó nổi lên ở đây này. Nổi lên này. Đấy. Còn các bác chắc khó nhìn thấy nhỉ? Đúng rồi, khó nhìn thấy luôn. Đấy. Đôi này là đôi sử dụng loa 3 đường tiếng, một bát 30, màng giấy, gân xếp vải tẩm dầu. Các bác nhé, gân xếp vải tẩm dầu, hơi bóng bóng ở gân. Một loa trung giấy có đường kính là 12 và một loa tép giấy hỗ trợ 20 tín chỉnh để tăng chỉnh giải lời cũng như giải tép. Và đôi loa JB 4312 MK25 mã control monitor này cũng vậy các bác nha, cũng cái màng bát y như vậy, y nhau luôn, cũng là trùng giấy 12. Và đây là dòng loa này, đôi loa này là đôi loa sử dụng loa tép giấy, 4312 là control monitor là tép giấy. Còn đôi loa model là 4312 MK25 mã, đôi loa này sử dụng tép titan các bác nha, đôi loa này sử dụng tép titan, loa trùng giấy cũng đường kính 12. Đó. Đây đôi này thì trung giấy, đấy cũng như đôi kia. Đấy, em sẽ quay kỹ lưỡng cho các bác các anh em chúng ta. Đây là ba đôi loa em tuyển lựa cực kỳ kỹ, phải nói là không có một cái điểm gì để mà chê nó cả các bác nhá. Không có điểm gì để mà chê nó cả. Đây đôi này là 19 triệu đồng này. Đôi này cũng là 19 triệu đồng này.
Đôi này là 23 triệu đồng này. Giá thị trường những đôi loa này là đang bán 27 triệu đồng. Em bán cho các bác 23 triệu đồng. 23 triệu đồng. Vâng nha. Quá rẻ đúng không ạ? Rẻ người ta được 3-4 triệu đồng. Quá ngon. Và hàng em dám đảm bảo các bác là em bao zin bao đẹp keng cho mọi góc cạnh. Bao zin tuyệt đối nha. Và hôm nay em tiến về được 3 chiếc ni. Thứ nhất là ở trên cùng là một chiếc ni Lukman L80V các bác nha. Chiếc ni ở bên trên cùng này là chiếc ni Lukman L80V giá 23 triệu đồng. 23 triệu đồng chiếc ni này các bác nha. Và chiếc ni ở dưới là đàn em của nó, Lukman L80 bản kỷ niệm 50 năm có lúm ba năng, có cái lúm số 50 ở lúm này. Dòng này con này có hai đời này. Giá của em ni này là 15.500.000. Và tiếp theo là chiếc ni ở dưới cùng là chiếc ni thứ ba, đó là chiếc ni Lukman model là 308 các bác nhé. Chiếc ni này có giá là 9.800.000 đồng, 9.800.000 đồng các bác nhé. Và cả ba chiếc ni này nó đều đánh được những đôi loa, ba đôi loa em vừa giới thiệu các bác nhé. Ok luôn. Thì chiếc ni Lukman ở trên đánh xuất sắc, có giá là có cái công suất là 200W. Còn chiếc ni Lukman bản cái model là L80 trơn là 150W. Còn chiếc ni 308 cũng có cái công suất là 200W đánh xuất sắc các bác nha. Ok. Và chiếc CD nguồn phát trong video ngày hôm nay đó là chiếc đầu đờ lông model là DCD 1300. Chiếc đầu này có giá 1.900.000 đồng, 1.900.000 đồng chiếc đầu đờ lông này. Và âm đi dealer SA 7800 trơn nguồn vàng các bác nha, đáy vàng đẹp keng, đẹp xuất sắc, đẹp đứt cả cái tay luôn. Giá là 6.900.000 đồng các bác nha, 6.900.000 đồng. Ok, trước đi em chỉ bật đèn để cho nó đẹp thôi, còn đâu em test là em test con Lukman 80V bản kỷ niệm trên này giá 23 triệu đồng đánh với lại đôi loa JBL 4312 control monitor. Đây là đôi loa này, đây cái lỗ thông hơi nó bị bằng miếng cái lỗ thông hơi ra đấy, chỉ nút vào là được. Và chính đôi loa này em sẽ test thay cho quý vị các bác của anh em chúng ta được nghe và thẩm âm. Và rồi bây giờ thì em Tiến sẽ test âm thanh về chất âm của đôi loa này cho quý vị các bác của anh em chúng ta được ngắm và nghe luôn. Rồi nhá, em sẽ bấm vào đây trước đầu này. Căn nhà xinh có hoa thơm cháy, gần kề lối xóm có cô bạn thân sớm hôm lau xanh đẹp. Hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu, chưa nghĩ đến mai. Nhưng đêm thức giấc ngỡ ngàng, nghe lòng thương mình biết rằng mình yêu. Khi hiểu lòng nhau, thời gian gần gũi đã qua đi mất rồi. Nào còn những phút hai hoa phố phường, xa người em nhỏ
bạn với sông hồ, tình yêu em tôi nguyện vẫn tôn thờ và yêu không bên bờ. Niềm tin là một ngày mai non nước chung một màu cờ, rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng ngoại ô đây con đường tắm trăng vàng mà sao không thấy tìm em giờ tìm ở đâu sao không gắng đợi chờ các bác cùng anh em rất là nhiều.